mới đây Bộ Tư pháp Mỹ đã lập một văn phòng chuyên theo dõi và tước quyền công dân nha quý vị. Tước quyền công dân có nghĩa là quý vị đã vô rồi nhưng họ check lại là trong đó quý vị có gian dối một cái gì đó, khai xạo một cái gì đó mà họ khám phá ra. Nói chung là bây giờ nó gay gắt hơn, thì chúng ta phải rất là cẩn thận. Và họ coi thứ nhất hoặc là bị tình nghi một cách bất hợp pháp, có nghĩa là mình giấu một cái gì đó mà thoát được qua cái phỏng vấn, qua cái tuyên thệ. Nhưng bây giờ ngày xưa thường thường là xong rồi đó, nhưng mà bây giờ thì họ có một cái cơ quan và họ tình điều ấy mình thấy là chính phủ Trump muốn siết chặt lại chứ không có cho tình trạng bê bối khi vào nhập tịch rồi là cứ an thân rồi làm những cái điều tầm bậy. Thì bây giờ Bộ Tư pháp từ năm 2017 đã đưa lên tòa án liên bang 94 hồ sơ đã bị lấy lại quốc tịch. Cho nên quý vị nhớ là vào rồi không có nghĩa là quý vị thoát. Và nếu người ta truy tố những người mà thí dụ như bây giờ khám phá là những thành phần đó thành phần khủng bố chẳng hạn, đó nó có những cái lý do, hoặc những tội phạm chiến tranh hay tội phạm về tình dục và những cái gian lận khác nữa mà người họ nói là có thể trong cái thời gian trước mình đã lừa bằng cái này kia, mình qua mặt được những nhân viên di trú. Cho nên là họ đang có hẳn một cái bộ này, cái bộ phận này phải đi. Thì cho nên bây giờ điều gì nó cũng quan trọng hơn, quý vị phải nhớ trình bày cho nó cặn kẽ và không nên để bất cứ một cái sơ suất nào có thể họ nêu ra và mình sẽ bị trở ngại. Trong trường này họ nói là ông, quên thưa quý vị, là ông giao cho ông Timothy Benson là người sẽ dẫn đầu cái cơ quan này và sẽ đi tìm hiểu cũng như là tìm những trường hợp gian dối, thưa quý vị.